Chào ngày mới tới tất cả quý cô chú chị khách hàng nhà mình nha. Em Thương lên sóng giới thiệu giao lưu cho cô chú chị khách hàng nhà mình bốn cục cẩm vân rất là đẹp luôn, chun sụn nha. Cục đây chun sụn rất đẹp mọi người này, vân đẹp sáng rực luôn. Cục đây có chiều ngang như này mọi người này, được là 26 cm này. Chiều dày cũng dày đây, được 15 cm này. Chiều này được 21 cm này. Chỗ này được 10 cm này. Đấy, điều kiện đều ok mọi người nhé, đồng đặc nhé. Được ông gì là nhỏ nhỏ quá đẹp luôn, chật vườn sáng rực luôn. Cục số 2 thì em không tính cái phần đế ngoi ra đôi, 18 cm. Nếu ra đến đây là 34 cm, ra đến chỗ nách này là 20 cm. Chiều dày 13-14 chất vân này, LTP đồng đặc chất vân quá đẹp mọi người nhé. Cục số 3 cái chiều dài 20 cm, rộng trên đầu đây mọi người này 20 cm, chỗ đây được 16 cm, 17 cm, dưới đây được 13 cm. Đế một chiều 12, chiều 7, còn độ dày ở giữa nha mọi người nhé, 11, đồng đặc, đục tiện đều ok, chất vân, phê. Cục số 4 vân cũng đẹp mọi người này, rất là ok, có chiều dài được 15 cm, mặt này được 23, 12. Chiều đây được 18, 10. Đấy, các bác có thể làm đôn hay là đục bức tượng nhỏ nhỏ đều ok nhé. Chất vân rất là đẹp. Rồi cô chú chị khách hàng thiện chí với bốn cục này giá cực rẻ luôn nhá. Liên hệ ngay cho em 0338 918 991.